Kính chào quý vị, bây giờ là thời gian của bản tin tài chính thị trường. Một số tin tức đáng lưu ý sau đây sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Tín dụng bất động sản tăng hơn 6%. Bộ Tài chính ban hành thông tư hướng dẫn một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm, trong đó yêu cầu giám sát chặt chẽ quá trình tư vấn bảo hiểm. Doanh thu sản xuất ô tô Nhật Bản tăng mạnh. Thưa quý vị, theo Ngân hàng Nhà nước, hiện tổng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản của các tổ chức tín dụng đạt 2,74 triệu tỷ đồng, tăng hơn 6% so với ngày 31 tháng 12 năm 2022, chiếm tỷ trọng 21,46% tổng dư nợ đối với nền kinh tế. Trong đó, tín dụng bất động sản tập trung vào mục đích tiêu dùng, tự sử dụng chiếm 64% và dư nợ đối với hoạt động kinh doanh bất động sản chiếm tỷ trọng 36% dư nợ tín dụng lĩnh vực bất động sản. Tín dụng kinh doanh bất động sản đã có sự tăng trưởng cao hơn tỷ lệ tăng trưởng tín dụng chung cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy các giải pháp nỗ lực của chính phủ, ngành ngân hàng và các bộ ngành địa phương trong việc gỡ khó vướng mắc cho thị trường bất động sản đang dần phát huy hiệu quả. Đến cuối tháng 9, tín dụng cho lĩnh vực bất động sản đạt hơn 2,74 triệu tỷ đồng, tăng 6,04% so với cuối năm ngoái. Số liệu này vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố tại hội nghị triển khai công điện 993 của Thủ tướng Chính phủ. Hội nghị được kết nối nhiều điểm cầu ở các địa phương và các bộ ngành liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp bất động sản. Tài sản đảm bảo dùng để thế chấp cho khoản vay, thời gian dài vốn, lãi suất cho vay chưa giảm tương ứng với mức độ giảm của lãi suất huy động hay câu chuyện về hạn mức thủ tục vay vốn. Đó là những vấn đề được các doanh nghiệp bất động sản đưa ra tại hội nghị. Doanh nghiệp cho rằng khi vay vốn, ngân hàng luôn yêu cầu phải có 30% vốn đối ứng, nhưng trong bối cảnh dòng tiền khó khăn, doanh nghiệp mong muốn tỷ lệ này có thể giảm bớt, giúp họ có thể xoay sở dễ dàng hơn. Chúng tôi đề xuất Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng có thêm cơ chế kéo dài thời gian cho vay đối với các nhà thầu thi công, các nhà thầu cung cấp nguyên vật liệu cho các dự án bất động sản lên khoảng từ 18 đến 24 tháng, thay vì hiện tại thì vay chỉ có được từ 6 đến 12 tháng. Thông tư 06/2023 của Ngân hàng Nhà nước thì có thể nó có một cái điều là việc cho vay đặt cọc. Cái công ty A người ta đi vay tiền để người ta đặt cọc, còn công ty B nhận cái tiền đấy cũng không sử dụng được, cũng bị phong tỏa, bao giờ phải xong hoàn thành nghĩa vụ công ty B với công ty A thì hôm đấy mới được giải ngân, như thế là nó có bất cập. Về thủ tục pháp lý, về phát triển thị trường vốn trung dài hạn với lĩnh vực bất động sản, Bộ Tài chính cũng vừa ban hành thông tư 67 hướng dẫn một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm. Thông tư đã hoàn thiện thêm về quy định liên quan tới hoạt động đại lý bảo hiểm, từ đó sẽ hỗ trợ các kênh đại lý, bao gồm các đại lý là tổ chức tín dụng, hoạt động minh bạch, lành mạnh và an toàn hơn. Thông tư 67 đã đưa ra nhiều nhóm quy định, trong đó có những quy định để tạo nền tảng cho những hoạt động mới của thị trường. Đáng chú ý là những quy định nhằm tăng cường tính minh bạch trong hoạt động đại lý, nhất là những đại lý bảo hiểm qua các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Các đại lý bảo hiểm này sẽ phải thiết lập một quầy giao dịch riêng, nhân viên tín dụng không được trực tiếp tư vấn tại quầy làm việc của mình. Thông tư 67 thì có nhiều cái quy định để tăng cường quản lý giám sát cái hoạt động bán bảo hiểm nói chung và hoạt động bán bảo hiểm thông qua các tổ chức tín dụng nói riêng. Thì trong đó có cái quy định là yêu cầu các tổ chức tín dụng và các cái chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thực hiện ghi âm cái quá trình tư vấn của đại lý, của nhân viên ngân hàng trong quá trình tư vấn đối với sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư. Đây là cái sản phẩm rất là phức tạp, mong muốn rằng là cái chất lượng tư vấn được nâng cao để đảm bảo tránh cái việc là nhân viên ngân hàng là ép khách hàng tham gia bảo hiểm không đúng với nhu cầu cũng như khả năng tài chính thực sự của mình. Cũng theo Cục trưởng Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm, các những quy định chặt chẽ và các biện pháp tăng cường quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra. Trong thời gian tới, thị trường bảo hiểm sẽ được minh bạch hóa. Cùng với đó, chất lượng tư vấn bảo hiểm cũng sẽ được nâng cao nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người tham gia bảo hiểm. Các quy định mới sẽ giúp thị trường bảo hiểm phát triển về chiều sâu hơn là phát triển về chiều rộng. Báo cáo kết quả kinh doanh của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam Vama công bố ngày 13 tháng 11 cho thấy, tổng số xe toàn thị trường tiêu thụ trong tháng 10 năm 2023 đạt sấp xỉ mức của tháng 9 năm 2023 là 25.369 xe. Trong đó, doanh số xe lắp ráp trong nước giảm 1% so với tháng trước, doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc tăng 2% so với tháng trước, doanh số xe du lịch tiêu thụ tháng 10 giảm 0,2% so với tháng 9.
với kết quả kinh doanh đi ngang và tiếp tục thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái, các chuyên gia dự đoán lượng tiêu thụ ô tô cả năm 2023 sẽ chỉ đạt khoảng 70% so với năm 2022. Đang đậu vụ nghịch mùa, sản lượng sầu riêng còn hạn chế nên cách một tuần trước khi thu hoạch, các thương lái đều vào tận vườn đặt cọc thu mua với giá 135.000 đến 145.000 đồng một ký. Ngoài ra, để đủ nguồn hàng, các thương lái còn thuê cò là những người dân địa phương vào vườn tìm mua sầu riêng với mức phí 1.000 đến 1.500 đồng mỗi ký. Năm nay, do thời tiết mưa nhiều vào ban đêm, việc xử lý ra quà rất khó khăn nên sầu riêng trái vụ khan hiếm. Khoảng một tháng trở lại đây, ngoài gạo xén cù truyền thống, các đầu mối rầm rộ rao bán gạo xén cù xanh vô cùng lạ mắt. Giá của loại gạo xanh dao động ở mức 36.000 đến 40.000 đồng một ký. Theo đó, các đầu mối thường bán theo set 5 ký hoặc 10 ký. Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp huyện Mường Khương, Lào Cai khẳng định, gạo xén cù truyền thống màu trắng ngà hoặc trắng đục, không có xén cù màu xanh dù thu hoạch non hay già. Phơi đủ nắng hay thiếu nắng, cò gạo có màu xanh là do được nhuộm bởi nước lá dứa hoặc bột lá dứa. Giá lúa chất lượng cao hiện được thương lái mua tại ruộng với giá 9.200 đồng một ký, có nơi bán với giá 9.400 đồng một ký. Giá lúa cao hơn sau cùng kỳ năm 2022 từ 2.500 đến 3.000 đồng một ký. Sau khi trừ chi phí, vụ lúa thu đông lãi hơn 30 triệu đồng một hecta, tăng 15 triệu đồng một hecta sau cùng kỳ năm 2022. Vụ lúa thu đông bán được giá cao là nhờ bà con nông dân tích cực làm lúa chất lượng cao xuất khẩu. Bản tin tài chính thị trường ngày hôm nay sẽ được tiếp tục với một số thông tin tài chính thị trường thế giới. Nhờ doanh số bán hàng tăng mạnh, các tập đoàn chế tạo ô tô lớn Nhật Bản như Toyota, Honda và Nissan đều đã nâng dự báo lợi nhuận hoạt động trong năm tài chính hiện nay và cho biết sẽ tiếp tục duy trì chiến lược phát triển của mình. Với việc đồng yên giảm giá, chuỗi cung ứng phục hồi và doanh số bán hàng tăng mạnh ở nước ngoài, tập đoàn Nissan đã nâng triển vọng lợi nhuận cả năm lên 620 tỷ yên, tương đương 4,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, lợi nhuận của tập đoàn Toyota từ tháng 4 đến tháng 9 cũng tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi tập đoàn Honda đạt mức tăng 54%. Giới phân tích đánh giá, doanh thu cao đã giúp các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản nằm trong số những lĩnh vực có thành tích tốt nhất trong chỉ số TOPIX, chỉ số đo lường giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán Tokyo. Điều này cũng cho thấy chiến lược của các nhà sản xuất ô tô nước này dẫn đi đúng hướng khi không chỉ phụ thuộc vào xe điện mà còn tập trung vào nhiều công nghệ khác như hệ thống truyền động, hybrid và hydro. Trong báo cáo thị trường dầu mỏ được công bố ngày 13 tháng 11, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC đã nâng mức dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu của năm nay, cho dù vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng của kinh tế thế giới. Trong báo cáo tháng 11, OPEC dự báo nhu cầu dầu của thế giới sẽ tăng 2,46 triệu thùng một ngày trong năm nay, cao hơn so với dự báo cũ là 2,44 triệu thùng một ngày. Cũng theo báo cáo, nhu cầu dầu thô toàn cầu dự kiến sẽ tăng 2,2 triệu thùng một ngày trong năm tới, không thay đổi so với dự báo đưa ra tháng trước. OPEC cho rằng cầu tăng về dầu thể hiện khả năng phục hồi kinh tế tốt, nhất là trong quý 4 năm nay. Việc Trung Quốc dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa sau dịch COVID-19 đã giúp nhu cầu dầu tăng mạnh. Tuy nhiên, OPEC vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm nay và năm sau do lo ngại những tác động tiềm ẩn từ chính sách thắt chặt tiền tệ kéo dài ở các nước để chống lạm phát và những diễn biến địa chính trị khó lường hiện nay. Đây là báo cáo cuối cùng trước khi OPEC cùng với các nước đối tác gọi tắt là OPEC Cộng họp bàn chính sách vào ngày 26 tháng 11 tới. Hiện giá dầu thế giới đang được giao dịch ở mức 82 đô la một thùng, giảm mạnh từ mức đỉnh gần 98 đô la một thùng hồi giữa tháng 9. Dù tổ chức này và một số thành viên cố gắng vẫn duy trì chính sách cắt giảm sản lượng để hỗ trợ giá dầu. Bản tin tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.